với cả studio, còn toàn bộ bên này mới là văn phòng. Phòng làm việc của con ở cuối dãy bố ạ. Này, bố thấy phòng nào nó bé tí nhỉ? Em đi gặp khách hàng cơ mà. Chào bác ạ. Tại sao cô lại ở đây? Bố, à, bố đi về phòng con đi. Ok. Đi bố, đang hỏi chuyện này là thế nào? Em xin phép ạ. Tao hỏi mày đây, tại sao con Giang có mặt ở chỗ này? Ừ? Giang là nhân viên của con. Nhân viên à? Nhân viên cái con khỉ ấy. Hả? Vì nó mà vợ chồng mày bỏ nhau đúng không? Ừ? Bố, khi con tiếp quản công ty, con mới biết là Giang đang làm việc ở đây. Mà bố thừa biết rằng khi con ly hôn, mọi thủ tục xong, một thời gian sau con mới chuyển ra Hà Nội mới mua công ty này. Thế nên ấy, bố đừng có suy diễn linh tinh như thế nữa. Bố láo. Ừ, tình cũ không rủ cũng tới nhá. Mày đáng lẽ mày phải là ông hoàng truyền thông rồi. Mày đã húp trọn cái ghế của công ty vợ cũ mày rồi. Thế mà vì nó mà phải làm cái công ty bé tí tị tì ti thế này, mày không thấy nhục à? Hả? Nó ở đâu? Nó ở đâu? Tao sẽ đi gặp nó. Bố đi đâu? Mày bỏ ra. Mày bỏ ra. Bố ở xuống đây. Mày bỏ. Bố làm gì mà bố cứ loạn lên? Bố hét toáng lên như thế bố không sợ mất mặt à? Mất mặt cái gì? Hả? Nó là cái loại mặt trơ chắn bóng. Nó đã từng đứng trước mặt tao, nó hứa rằng là không bao giờ làm phiền đến vợ chồng anh mày nữa. Thế mà sao lại dở mặt ngay được? Bố vừa nói cái gì cơ? Giang hứa gì với bố? Bố bắt cô ấy hứa gì với bố? Không không không, chả bắt cái gì cả. Mà lúc ấy mày với cả con Giang cũng thôi nhau rồi. Tao chỉ bảo nó là đừng đụng đến hôn nhân của vợ chồng mày, có thế thôi. Tại sao bất cứ một chuyện gì trong cuộc đời của con bố cũng chõ mũi vào thế hả bố? Tao không chõ mũi vào dễ thường mày yên ổn được chắc? Bố, cuộc đời của con đến giờ này chưa yên ổn là vì ai hả? Vì ai hả bố? Vì ai? Vì ai? Là vì mày ngu nhá, vì mày quá ngu. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, nhục nhã chưa? Ôi trời ơi, ôi trời ơi, nhục nhã chưa? Thôi được rồi, thôi được rồi. Tao chết trước mặt hai anh em mày để cho anh em mày hả lòng hả ra. Mày đi ra. Thằng Hào, mở to cái cửa này ra để tao nhảy xuống. Trời ơi, con xin bố đấy. Bố có dám nhảy không? Tao dám. Trượt chân bậc tiềm nhà còn hết toáng lên nữa là. Thôi, mày cứ bỏ ra. Mày bỏ ra. Về, về đi qua ngân hàng con làm cho bố quyển sổ tiết kiệm. Mày vừa nói cái gì cả? Thì con biếu bố muốn ít tiền chứ sao? Thật thế à? Thật. Bắt tài cái. Thế mà không nói sớm, làm bố cứ kỳ vọng vào thằng mất dạy kia. Thôi, về đi con. Về nhanh không ngân hàng đóng cửa. Mày mới là con trai bố, còn thằng kia vứt. Cô làm cái điều dại dột này để níu kéo thằng Vũ con trai tôi. Nhưng cô phải biết rằng vợ sắp cưới của nó ấy, là con nhà châm manh thế phiệt, con nhà quyền quý. Cô buông tha cho nó đi. À, mà tôi cấm cô nhé. Tôi cấm cô không được để thằng Vũ nó biết cô cắt tay tự tử như thế này. Rõ chưa?